Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Theo cái lời nhắc nhở của một số em đã nhắn tin cho Minh nói là chị ơi, sao mấy hôm nay chị không có làm những video nói về ma. Thì Minh nhớ là hai ngày trước Minh đã làm video ma rồi, nhưng mà có lẽ là mấy em đang rất là nôn nóng và trông chờ những video đó. Thì ngày hôm nay Minh làm video này để up lên, coi như là đáp ứng cái nhu cầu của tất cả các em cũng như là các cô chú anh chị và các bạn, những người nào đó đang quan tâm về cái lĩnh vực này. Thì mình kể về một câu chuyện có thật. Và ở dưới khu vực miền Tây thì một cái câu chuyện này có lẽ như là nó cũng hơi lâu rồi. Và cái thời gian đó thì có một cái gia đình, ông đó hai vợ chồng ở ngoài kêu bằng, ở trong khu vực rất là sâu, nó kêu bằng ở trong đồn, trong gì đó sâu lắm đó. Thì cái câu chuyện này của hai vợ chồng đó và thêm một cái người đàn ông họ bị hệ lụy nữa, là hai vợ chồng đó ở trong cái khu vực rất là sâu, và nếu như là đi bộ từ nhà mà ra được cái đường lộ là chỉ là đường lộ nhỏ thôi nha, là đi từ nhà ra đường lộ thì phải là đi bộ và đi đến 3 cây số mới ra tới cái đường lộ đó. Và hai vợ chồng ở trong cái nhà đó rất là hẻo lánh, và cái khu vực đó là có thể gọi là, tôi nói thiệt, nếu như mà kêu tôi ở là tôi không bao giờ tôi dám ở luôn. Thì cái người vợ đó khi họ mang thai, cái bà đó bà mang thai, và khi bà và họ sanh con và họ bị chết, kêu bằng băng huyết, họ bà chết. Xong rồi cái lúc đó là ở đó là theo kiểu bà mụ giường á mọi người, và những cái người bà mụ giường chỉ có thể là đỡ đẻ, một là giữ mẹ, hai giữ con thôi. Thì cái người đàn ông này khi mà vợ mất rồi đó, bắt đầu nhà nghèo quá thì chưa có thể nào mà đi mua hàng được. Và lúc đó thì ổng mới bó theo kiểu lấy chiếu đắp cái người vợ lại. Đắp người vợ lại thì bà mụ giường thì sanh con xong thì đã đi về rồi. Rồi ổng mới gọi cái ông ở gần đó mượn ổng lại để theo kiểu là đi mua hàng bỏ bà vợ vô và đi chôn cất. Nhưng mà lúc đó thì theo kiểu coi giờ coi ngày gì đó thì chưa có chôn được, và để cái bà vợ đó đắp chiếu. Xong rồi cái bắt đầu cái hai ông mới thấy vậy mới thôi mua hàng về, xong rồi để ở nhà, rồi bắt đầu mới ngồi nhậu. Hai ông mới ngồi nhậu thì ông chồng ngồi đây và cái xác của bà vợ ở phía sau. Cái xác bà vợ phía sau thì ông chồng, cái ông bạn thì ngồi kế bên. Ông bạn ngồi kế bên bắt đầu nhậu, và cái tự nhiên cái sau nhau thì lúc đó bà nằm ngay ở đó, và ổng thấy là tự nhiên sau ổng thấy cái chiếu nó nhúc nhích. Và cái ổng nói là ổng cứ theo kiểu là ổng cứ thấy mà hễ ổng quay ra chỗ khác vậy nè, là cái ổng thấy cái gì đó nhúc nhích, ổng quay lại, và cái ổng thấy không còn thấy gì nữa, mà nó cứ làm đi làm lại 2-3 lần gì đó. Thì ổng mới ngồi ổng nhậu, mà hai con mắt ổng cứ liếc qua bên cái xác của bà đó hoài. À, ổng có một cái linh cảm không được tốt, bắt đầu ổng cảm thấy lo sợ rồi. Và cái ông chồng thì ổng ngồi quay lưng lại với cái xác mà ổng đâu có thấy. Còn ông bạn thì ngồi ở đây, ổng mới dòm xéo gì nè mọi người. Dòm xéo chứ không phải dòm trực diện nữa. Nếu như dòm trực diện thì đôi khi mình ngồi mình nói chuyện thì mình còn thấy, đúng không? Còn mình ngồi hơi xéo xéo như vậy thì mình phải quay qua mình mới thấy được. Thì cứ hai ông cứ ngồi nói chuyện nhậu vậy đó, mà ổng cứ cái lúc đó là ổng cảm nhận được một điều gì đó nó không được ổn rồi. Thì bắt đầu một hồi ổng cứ để ý cái xác, rồi cái ổng mới thấy là một hồi cái ổng thấy là bả mở hí rồi nè, có bây giờ gì nè, cái bả đậy lại cái ổng hoảng hồn, cái ổng mới run rồi. Lúc đó là thật sự ổng run rồi, ổng ngồi ổng run rồi, ổng nhậu ổng run vậy nè. Cái xong cái run cái tay, có thể là giống như vậy đó, mình tưởng tượng là mình nghe cái cậu của mình kể lại là khi mà ổng ở khu vực đó, ngày trước là ổng ở khu vực đó, ổng kể lại là cái tay ông đó ông rung vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái hai ông, cái ông kia ông kêu uống đi, gì đâu mà dở vậy, mới có mấy ly mà xỉn rồi, tay chân rung 17 vậy. Cái ông này ông thật sự là lúc đó ông sợ, ông sợ tái mặt mày hết trơn rồi, ông sợ theo kiểu là ông không cứng họng á mọi người, hiểu không? Khi mà các bạn gặp ma hay các bạn có một cái nỗi sợ tột đỉnh là khi lúc đó là các bạn bị kêu bằng các cái cơ này của mình nó bị kêu bằng trục rút á, và bắt đầu nó bị mất cảm giác hết, và cái hệ thần kinh của mình nó bị tê liệt á.
bắt đầu ổng tay chân ổng run hết rồi, bắt đầu ổng nói không được, bị kêu một xương quai hàm nó cứng rồi, nó không còn nói chuyện được nữa. Cái bắt đầu cái hồi cái ông ngồi ông uống, ông cũng như ông này muốn gán uống thì mì quýt mà bao chung cũng làm ly lịa luôn, để ông lấy hơi, ông chỉ lấy hơi để cho nó trấn tĩnh lại cái tinh thần. Xong rồi uống uống thêm 20 chung nữa mà tay vẫn còn run run. Xong rồi bây giờ thì hôm như nào mà thấy xong mà bà cũng nằm yên nữa. Xong hồi chút xíu sau cái ổng dòm nữa, xem ổng sợ là ổng bị hoa mắt, giống như ổng sợ ổng nhậu rồi ổng bị hoa mắt đi. Cái rồi ổng ngồi ổng dòm nữa thì một chút xíu sau ổng thấy một lần nữa là bà hí ra nhà. Bây giờ mà canh chừng hai ông này có đậu đậy lại tiếp, mình nói thiệt mình kể mà mình còn sợ đó. Xong rồi cái bắt đầu cái ông kia ổng mới nói: "Ông ơi, tôi nói ông nghe nha, bây giờ tôi với ông đi nha, chứ giờ tôi ngồi đây tôi sợ quá, tôi ngồi không được nữa." Cái xong cái ổng mới nói là, ông chồng nói: "Có gì đâu, thì ngồi nhậu đi, chút xíu nữa tôi với ông chôn bả xong rồi mình đi, cũng gần tới giờ rồi." Cái xong cái ông nói: "Hồi không được đâu, không được đâu, bây giờ mình đi kiếm thêm người đi, chứ giờ tôi nói thiệt, giờ tôi ngồi đây tôi sợ lắm, ông có thấy gì không?" Cái ông nói: "Thấy gì đâu, nói tôi thấy bà dòm tôi kìa." Cái ông nói: "Mà khùng hả, làm gì dòm bà chết rồi mình dòm mày gì?" Cái ông nói: "Thiệt nãy giờ bà dòm hai ba lần rồi, hai ba lần rồi." Ông nói chuyện theo kiểu gì đó: "Bà nãy giờ bây giờ hai ba lần rồi, ông không thấy không? Thấy đâu thấy, ông quay ông dòm." Trời ơi, có đâu, cái chiếu còn nguyên kìa. Cái xong cái ổng mới nói: "Tôi thấy bà mở 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 cái chiếu ra, không giờ dòm gõ 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 găng mà tôi nói ông không tin." Tài tôi kêu ổng sợ đó, mà dịch diễn tả cho mọi người nghe đó là như vậy. Tài tôi nói ông có tin, tôi không không nhận nữa đâu, thôi ông cho mãi đi. Xong cái ông chồng ông nói: "Ông này chết nhát, trời ơi, đi ruộng rồi ban đêm ban hôm không sợ, một hai giờ đêm sợ, giờ ngồi đây tự nhiên ngồi có hai mươi người, có tôi ông đây mà sợ gì nữa, thôi bây giờ ngồi chơi đi." Cái xong cái ông này ổng quản quá, ông bây giờ ổng sợ quá, thôi ông ngồi đi, tôi đi về nha. Cái bắt đầu ông này đứng dậy đi, ông này đứng dậy ông đi và ông chạy, chứ ông không còn đi nữa, ông chạy thì cái ông chồng ông mới đứng dậy theo, ông dí theo, ông nói là: "Đi đâu vậy?" Giống như là ông đứng lên ông hỏi đi đâu vậy. Thì bắt đầu cái khi mà ông này đứng lên đi và ông kia đứng lên chạy rồi, bắt đầu cái ở đây bà bật dậy một phát, ông này quay qua giờ mà ông thấy là cái xác bà này bật dậy một cái rồi, cái ông này thần hồn sắc gì kêu bằng tái mét tái mang hết trơn, bắt đầu tóc chạy thằng kia luôn. "Cho tao với." Cái xong cái chạy theo thằng kia luôn, bắt đầu cứ cứ hễ mấy ông này cứ chạy, mấy ông chạy 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 rồi bắt đầu là cái bà này bật dậy chạy theo. Xong rồi bắt đầu đó ông này hoảng quá thì ra tới ngoài cửa chắc cỡ tầm bao nhiêu vậy đó, thì có một cái hàng rào phơi quần áo. Mọi người biết không, ở dưới quê mình là có hàng rào phơi quần áo. Ổng chui qua luôn, ổng chui luôn thì nó chui không được, nó chui không được thì nó chạy vòng, nó chạy vòng qua thì nó xa hai ông này ra được một khúc rồi. Tới rồi tới một cái đoạn nữa theo kiểu là đi qua cái vườn rẫy á, ổng có trồng rẫy rồi đó, thì ổng trồng mấy cái rẫy, bắt đầu cái hai ông này quảng quá bắt đầu bay qua cái rẫy luôn, nó cũng nhảy qua luôn, xong rồi cái bắt đầu cái ổng hai ông này quýu hết trơn rồi, vừa bay qua cái rẫy xong bắt đầu tới cái đoạn có cái cây theo kiểu cái cây nó nghiêng nghiêng gì nè mọi người, cây nó nghiêng nghiêng gì nè, mà cái ổng chui qua cái cây luôn, theo kiểu là không bay qua nữa, theo kiểu là quảng quá rồi vừa phóng qua cái còn đang khum người vậy nè, thì chạy tới đang lầm cầm chuẩn bị ngồi dậy thì bắt đầu tới tới cái cây nữa rồi, bắt đầu ổng lủi xuống cái cây luôn, thì lủi xuống cái cây thì nó không qua được, nó không qua được, bắt đầu cái bắt đầu giống như là nó chụp chụp hai ông này hay sao đó, hai ông này chụp sao cái nó té té thì coi như là xuất ra rồi hay sao á. Cái bắt đầu cái hai ông nội này chạy la làng quá trời luôn, ra tới ngoài ngoài đường lộ lớn luôn, thì khi mà tới cái đoạn đó mà ổng chạy vậy vậy thì nó chụp như vậy, bắt đầu ổng ổng chạy huốt luôn, là hai ông lo cắm đầu cắm cổ chạy đâu có quay lại dòm coi cái nó còn dí hay không thì đâu có dòm. Tới khi ra ngoài đường lộ lớn bắt đầu cứng họng hết trơn, là người ta hỏi cái gì, hai ông mặt mày không còn một miếng máu, xanh chành tái mét luôn,
cứng họng không nói được, mà cả tiếng cả 15 phút chưa nói được một từ nữa, thì bắt đầu cái họ mới hỏi là sao sao. Thì bắt đầu khi một chút xíu, khoảng nửa tiếng sau trấn tĩnh lại tinh thần rồi, bắt đầu mới nói là xác của vợ tôi nó sống lại. Cái xong cái người ta mới nói là bình tĩnh đừng có sợ. Xong rồi bắt đầu cái mới đi kêu ông thầy gần đó thì đi theo để đi vô để làm lễ cầu siêu. Rồi dưới thứ hai nữa là nếu như mà có chuyện gì thì họ sẽ giúp mình luôn á. Cái đầu đi vô thì bắt đầu cái xác nó nằm ngay đó, nằm ngay cái chỗ mà lúc mà nhào chụp ông này là nó té, nó bị té rồi nó nằm đó luôn đó. Rồi cái bắt đầu cái mới ghim cái xác bà nội này vô, ghim cái xác bà nội này vô, bó chiếu lại bỏ vô hòm bắt đầu chôn. Là hai ông đó không đụng nữa, không dám đụng nữa, đứng xa luôn, đứng ra một góc luôn là sợ mọi người. Rồi là còn mọi việc là người ta lo hết, là hai ông đó không còn dám đụng nữa. Là cái câu chuyện đó mà khi mà mình nghe mình nói thiệt là nếu như thật sự mà lúc đó mình gặp mình chắc mình cũng xỉu, mình xỉu mình nằm một xỉu một cái ạch mà chết luôn chứ không không còn mà theo kiểu mà còn giò còn cẳng để mà chạy nữa thật sự luôn á. Nhưng mà mình hỏi là ủa lý do tại sao là bả bị như vậy, bả nói mẹ mình nói phân tích mẹ mày nói là có thể là ở khu vực đó bả ở là đã có oan hồn thứ nhất, thứ hai là khi mà họ chết họ bị con linh miêu nhảy ra ngang thì nó có thể là sống dậy, hoặc là khi bả vừa mới chết thì cái hồn xác của bả nó còn và những cái vong hồn ở gần đó, và khi mà nó xong giống như là nó sống lâu năm ở đó rồi bắt đầu cái nó nhập vô cái xác đó, nó nhập vô xác giống như cái xác đó nó vẫn còn hơi ấm mà mọi người, thì nó nhập vô cái xác đó cho nên nó hả nó chỉ là một thời gian gần thôi. Và khi mà theo kiểu là khi mà cái xác nó chết lâu thì nó mới không nhập vô được, nhưng mà cái này là mới chết và bị con linh miêu nhảy ngang thì nó nhập vô cái xác đó đó. Là mẹ mình phân tích theo cái kiểu là của ông nội mình làm thầy mà phân tích theo cái kiểu đó đó, thì cái mình mới nói là sao mà ghê quá vậy. Mẹ nói là thì có thể là như vậy nhưng mà nó chỉ một thời gian ngắn thôi, nó chỉ là một thời gian ngắn thôi. Bởi vì lý do tại sao mẹ nói là lý do tại sao là khi họ chết là người ta hay dằn cái nải chuối ở trước bụng, thứ nhất là để hút cái chất độc, ví dụ như khi chất độc của cái người chết họ lan ra là hút vào cái nải chuối đó, và dằn cái nải chuối đó là trong cái lịch sử và trong cái chuyện xưa là nó có một cái truyền thuyết gì đó, và dằn cái nải chuối như vậy là để giữ cái oan hồn hay là không có cho cái hồn phách khác đi vô hay sao đó, đó là như vậy đó. Rồi mẹ mình nói là bởi vì khi mà ngày xưa mà lúc mà chết á, là người thường người ta đẩy cái mặt cái người đó lại, người ta lấy một cái miếng vải đỏ người ta đẩy lại để giống như là cho nó đừng có bị ma quỷ rồi nó vô trong cái người bà đó, vô trong cái xác đó vậy đó. Cho nên nó hả có rất là nhiều điều mình cần nên biết nữa, và cái giống như là mình là một cái gì đó, cái sự hiểu biết mình nó còn là giống như một cái hạt cát trong một cái sa mạc vậy đó, rất là rộng lớn. Và lúc đó dượng mình nói hả lúc đó là hai ông đó là không còn một miếng máu trên mặt, không còn một miếng máu luôn đó. Là cái câu chuyện đó là có thật, và cái chuyện đó thì nổi tiếng ở một cái khu vực đó luôn, là theo kiểu là người ta đồn đoán với nhau rất là nhiều. Cho nên khi thời gian sau là hầu như mà cái người mà người ta chết lúc đầu cái người ta bỏ muối, người ta làm đầy đủ thủ tục, và lúc đó họ sẽ rước thầy chùa đến tụng kinh để cho cái hồn xác của cái người ở đó được giữ nguyên vẹn và không có bị những cái vong linh khác nó quấy rối cái xác đó, và giống như là cũng bảo hộ cho cái gia đình luôn đó. Đó là lý do tại sao là khi mà người ta chết là thường là ông thầy tụng rồi hay lại lại tụng, đó là lý do là như vậy đó. Và tại vì do cái ông đó ông nhà nghèo, ông không có mướn được thầy tụng, và cái nhà của ông rất là sâu, rồi ông nghĩ là thôi vợ chết rồi thôi bó chiếu chôn, rồi còn không thì bỏ hòa chỉ cần chôn xong là được rồi, cần gì mà mướn thầy tụng, tiền đâu mà mướn đó, thì kiểu là như vậy. Rồi là nó ảnh hưởng đến cái chuyện đó. Còn cái điều này là cái niềm tin của Minh, thì Minh nói ra đây và Minh phân tích theo cái quan điểm và cái những cái gì mà họ họ đã từng gặp, và họ họ giải họ theo kiểu là
những cái điều này là Minh nghe được và Minh hiểu được theo cái phân tích của những người họ làm thầy. Nhưng mà còn với cái chuyện này mà các bạn nghe, nếu các bạn tin thì tin, còn nếu không tin thì thôi, thì nó chỉ là một câu chuyện, thì các bạn cứ nghe giống như là một câu chuyện vui để cho mình giải trí giải khuây thôi. Thì trên cuộc đời này nó có rất là nhiều việc có thể là mình sẽ không bao giờ biết được, cũng giống như là ngày trước khi mà mình phát hiện ra ở dưới lòng đại dương nó có nhiều cái sinh vật lạ, thì là mình sẽ không bao giờ mình tin được là trên cái trái đất này nó có cái loại sinh vật con cá như không có mắt, hay là những cái con cá nó phát sáng, hay là những cái con lương điện hay gì đó, là những điều đó mình chưa phát hiện được. Không đồng nghĩa là nó không có, chỉ là do mình không biết và mình không phát hiện được, và mình chưa có cái gì đó để mình tiếp cận nó thôi, chứ không có nghĩa là nó không có. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu như các bạn yêu thích cái kênh của mình, hãy đăng ký subscribe cho mình một một nút đỏ và thả cho mình một like nhé. Đừng quên nhấn cái chuông để nhận được nhiều thông báo hơn khi mà mình up video. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.